Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách nấu chè có nong nhé. Thì thường những ngày rằm mùng 1 hoặc là những ngày giỗ về nhà mới cưới xin ấy, thì thường hay nấu để cúng chè có nong các bạn ạ. Và khi thời tiết nó đang giao mùa như thế này, như rét rét lạnh lạnh này thì chúng ta ăn chè có nong rất chi là ngon mà lại ấm lòng nhé. Khi chúng ta có gừng cũng lại làm cho chúng ta ấm lên và cơ thể nóng lên và cả là dễ ăn hơn nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình là xôi nhé. Thì mình dùng xôi trắng ạ. Mình đã nấu trước rồi nhé. Mình dùng 500g gạo mình nấu lên thành xôi trắng này ạ. Và để nấu chè con ong không thể thiếu là đường các bạn nhé. Các bạn có thể dùng đường viên như của mình dùng đường bánh trôi không hết đấy. Thì mình nấu chè con ong bằng đường này, hoặc các bạn có thể dùng đường trắng, đường nâu đều được ạ, vừng trắng nữa nhé. Và không thể thiếu là gừng, món chè này thì có gừng thì mới thơm. Các bạn ngâm cho mình một ít gừng để mình giã ra nhé. Gừng các bạn sẽ cạo cho mình cái vỏ bên ngoài đi nhé, hoặc là mình rửa sạch đi mình giã cũng được. Mình xong đó mình giã thật nhuyễn ra để mình nấu chè nhé, nó thơm ngon. Cái chè này đặc trưng của nó là cái mùi gừng ấy, nó làm cho hơi cay cay nên là nó thơm của mùi gừng và vị thơm của gạo lếp, vị ngọt của đường nhé. Nên ăn món này vừa dẻo vừa ngon. Một chút vừng trắng làm thì các bạn rang lên cho mình nhé, thì nó sẽ thơm của mùi gừng nữa. Quả là hết ý luôn. Mình sẽ giã cái phần gừng này lên. Tùy theo các bạn ăn cay được nhiều thì chúng ta sẽ cho gừng nhiều nhé. Mình mà ăn cay ít ấy, thì mình cho gừng ít thôi. Để gừng này thì khi mình giã ra mình hòa quyện với xôi như thế này thì cũng không cay lắm đâu ạ. Đặc trưng của món chè này là hơi cay cay, ngọt ngọt và thơm bùi. Đây là cái phần xôi nếp mình đã nấu xong đây các bạn nhé. Rất chi là tươi ngon như thế này. Gừng các bạn thái ra để mình đem đi giã nhé. Mình dùng chày mình giã nhuyễn cái phần gừng này ra. Đây các bạn, sau khi cái phần gừng này mình giã nhỏ như thế này là được rồi nhé. Giờ mình sẽ cho lên nồi để mình nấu ạ. Gừng các bạn sẽ cho mình ít nước vào nhé để mình cho vào chảo. Nấu chè này thì các bạn chọn cho mình cái nồi dày đế hoặc là cái chảo nhé. Ở đây mình sẽ cho phần nước gừng vào đây. Vì cái đường này là đường viên ấy, cho nên là mình sẽ cho vào cùng nước này để cho cái phần đường nó tan ra nhé. Đấy, các bạn là nấu cái phần đường và gừng này nó tan ra cho mình. Cái đường độ ngọt này thì tùy theo các bạn ăn ngọt nhiều hay ít nhé. Với mình chỗ này khoảng 200g đường các bạn ạ. Mình ăn đường đỏ này rất chi là tốt các bạn nhé. Vì đường này họ làm chiết xuất từ mía nguyên chất ra vậy ạ.
giờ mình sẽ cho cái phần xôi vào nhé. Khi mà đường mình đã nấu ra nước hết như thế này rồi đấy ạ. Món này nhà mình ai cũng thích ăn, nhất là bố chồng mình. Ông rất thích ăn cái món chè con ong này, hay gọi là chè đường các bạn ạ. Mình dùng cái thìa này, mình dầm cái phần đường này ra nhé, để cho nó hòa quyện lẫn gừng, đường đều nhau. Khi phần nước nó cạn rồi thì chúng ta sẽ cho lửa nó nhỏ một chút nhé, đừng cho to quá. Mình nấu để cho cái phần đường đường này khô lại là được. Món chè rất chi là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rắc một chút đường trắng vào nhé. Đều đây. Nếu không có đường trắng thì thôi cũng được các bạn nhé. À, vì đây là mình cho thêm vào ấy, thì cái món này ăn lại càng ngon hơn. Này thì mình hơi đảo một chút để cho nó đỡ phải đều nha. Đây các bạn, khi mình nấu chè như thế này nhé, nó đã khô ráo sắn lại, quánh lại như thế này rồi là chè đã được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé, là chúng ta có thể thưởng thức món chè con ong rất chi là ngon như thế này ạ. Các bạn cho ra mình cho ra đĩa nhé. Và cái chè con ong này thì chúng ta chỉ đơm đĩa mỏng thôi, mình đừng đơm dày nhé, để đơm dày cái chè này nó khó ăn hơn như là đơm xôi. Và chúng ta đơm nhiều nhé, cần đơm mỏng và các bạn san ra cho mình. Trông nữa nó nguội đi ấy, nó quánh lại ấy. Vâng. Đây các bạn, khi mình đã làm xong như thế này rồi nhé, thì các bạn có thể cho một chút vừng lên trên là được. Đấy, các bạn rắc cho mình một chút vừng lên. Rất chi là ngon khi món chè như này nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món chè con ong thơm ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Đây ạ, mình mời các bạn cùng thưởng thức món chè con ong với mình nhé.
rất chi là thơm ngon ạ. À.